Đó là một khu vườn rất rộng, chuyên dành riêng để nuôi nai. Chuyện này duyên khởi từ đâu? Nó hoàn toàn bắt nguồn từ một kiếp xa xôi vô hạn. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có tiền thân là một con nai, Ngài là nai chúa trong một đàn nai gồm 500 con. Quý vị thử đoán, còn có người nào khác nữa lúc đó? Chính Đề Bà Đạt Đa, lúc ấy cũng là một con nai chúa với 500 nai trong đoàn. Trong kiếp sau, khi Đức Phật đã thành chánh giác, Đề Bà Đạt Đa là em họ của Đức Phật, ghen tị với Đức Phật, luôn tìm cách hãm hại Ngài. Nhưng vào khi xa xưa, cả hai đều là nai chúa. Có một vị vua của loài người thích dùng quyền lực và phương tiện sẵn có để dồn các loài vật sống hoang dã vào một vùng nhất định. Vị vua ấy dự định lập thành một nơi có rất nhiều động vật hoang dã cho dễ săn bắt chúng. Thế nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc ấy dưới hình tướng nai chúa đến gặp nai chúa kia là Đề Bà Đạt Đa. Họ bàn bạc với nhau rằng: chúng ta phải tìm cách để bảo vệ dòng giống của mình, không thể nào để cho nhà vua giết sạch. Chúng ta phải có cách để tự bảo vệ cho mình. Chúng ta hãy đến chỗ nhà vua và thỉnh cầu vua đừng tàn sát chúng ta nữa. Mặc dù họ là nai, nhưng nói được tiếng người. Hai nai chúa đi gặp nhà vua. Khi họ gặp đến gác ở cổng thành, họ nói như ra lệnh: chúng tôi muốn gặp nhà vua, ông báo tin dùng. Lính gác nghe nai nói được tiếng người, liền vào tâu ngay với nhà vua. Nhà vua cũng lấy làm lạ vì nghe nai nói được tiếng người. Vua đồng ý cho họ tiếp kiến. Họ được đưa ra lời thỉnh cầu. Hai nai chúa đến trước nhà vua nói: chúng tôi là nai. Mỗi ngày nhà vua giết đến 7-8 đồng loại của chúng tôi, nhiều hơn số lượng thịt nhà vua cần dùng một ngày. Những thứ ăn không hết thì bỏ lại cho thối rữa. Nếu chúng ta thỏa thuận theo cách này, có lẽ tốt hơn chăng? Hàng ngày chúng tôi sẽ thay phiên nhau cung cấp cho nhà vua một con nai. Như vậy, ngày nào nhà vua cũng có được thịt nai tươi để ăn mà không cần phải tàn sát dòng dõi chúng tôi. Nếu nhà vua đồng ý phương thức này thì nguồn cung cấp thịt cho vua sẽ không bao giờ cạn. Từ nay đến vài trăm năm sau vẫn còn thịt để ăn. Nhà vua thấy được sự thành khẩn của hai nai chúa trong lời thỉnh cầu, và cũng vì nghe nai nói được tiếng người nên vua cảm động, thỏa mãn lời thỉnh cầu của hai nai chúa. Từ đó, mỗi ngày, hai nai chúa thay phiên nhau, gửi đến nhà vua một con nai trong đàn của mình. Cho đến một hôm, đến phiên một con nai mẹ đang mang thai trong đàn của nai chúa Đề Bà Đạt Đa phải hiến mạng cho vua. Cái thai con trong bụng đã quá nặng nề, chưa biết sẽ sinh trong ngày nay hay mai. Nên nay mẹ năn nỉ nai chúa Đề Bà Đạt Đa: Ngài có thể gửi gì khác đi thay thế cho tôi ngày hôm nay chăng? Hôm sau nay con được sinh xong, tôi sẽ đến nộp mạng cho nhà vua. Đề Bà Đạt Đa đáp: không thể được, đã đến phiên của mày, mày phải đi. Không có chần chừ gì trong chuyện này cả. Mày không muốn chết, vậy ai sẽ chết thay cho mày? Không ai muốn đi đến chỗ chết cả. Mày muốn sống thêm vài ngày, trong khi đã đến phiên của mày phải chết. Chuyện ấy không thể được. Mắt của nai mẹ đang mang thai đầm đìa nước mắt. Nó tìm đến nai chúa là tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mặc dù nó không ở trong đàn này, nhưng nó đến năn nỉ nai chúa Thích Ca xin một giải pháp tạm thời thay thế nai khác, cho nó được sống thêm vài ngày để sinh nai con. Sau khi nghe lời thỉnh cầu, nai chúa Thích Ca
biết rằng 500 con nai trong đàn của mình sẽ không có con nào muốn thế mạng cho nai mẹ kia. Tuy nhiên, nai chúa Thích Ca vẫn nói với nai mẹ: "Được rồi, con hãy ở lại trong đàn của ta, khỏi phải đi đâu cả." Rồi nai chúa Thích Ca tự mình đi nạp mạng thí cho nai mẹ. Nhà vua hỏi nai chúa: "Ông có việc gì đến đây? Phải chăng nai trong đàn của ông đã bị ăn thịt hết rồi sao? Tại sao ông phải đến?" Vì có thể nói được tiếng người, nai chúa Thích Ca đáp: "Hỡi nhà vua, ông không thể nào ăn hết được đàn nai của tôi đâu. Ngược lại, đàn nai của tôi đang phát triển mạnh, càng ngày càng đông dần. Ông chỉ ăn được một ngày một con, nhưng mỗi ngày đàn nai của tôi đẻ thêm rất nhiều con." Nhà vua hỏi: "Thế tại sao đến phiên ông phải đến đây?" Nai chúa Thích Ca giải thích: "Vì có một con nai mẹ mang thai, đến ngày nay hay mai sẽ đẻ. Nhưng hôm nay lại đến phiên nai mẹ phải nộp mạng. Bởi vì nai mẹ muốn đợi đến khi đẻ xong rồi mới đến nộp mạng cho nhà vua. Nai mẹ đến tôi, nài nỉ xin cử nai khác tạm thời thay thế cho nó. Tôi thông cảm lời thỉnh cầu này, nhưng biết là không có nai nào chịu chết trước khi đến phiên của mình cả. Thế nên từ tôi đến đây nộp mạng thế cho nai mẹ." Khi nhà vua nghe như vậy, ông xúc động vô cùng và nói: "Từ nay đừng gửi một con nai nào đến đây nữa cả." Rồi nhà vua nói kệ: "Nhữ thị lộc đầu nhân, ngã thị nhân đầu lộc, ngã tùng kim nhật hậu, bớt thực chúng sinh nhục." Nghĩa là mặc dù ông mang thân xác của loài nai, nhưng ông có tấm lòng của con người. Còn tôi tuy mang thân người, nhưng có lòng dạ của loài nai. Từ đây về sau, tôi nguyện sẽ không ăn thịt của chúng sinh nữa. Do vậy, loài nai ở trong khu rừng ấy gia tăng rất nhanh. Khu rừng được gọi là Lộc Giả Uyển, cũng còn được gọi là Tiên Uyển. Vì phong thủy ở đây cực kỳ tươi tốt, nên có rất nhiều vị tiên đến đây tu đạo. Thế nên, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, trước tiên, Ngài đến Lộc Giả Uyển để độ cho 5 vị tỷ khưu. Dạy cho 5 anh em tỷ khưu A Nhã Kiều Trần Như. 3 trong 5 vị tỷ khưu này là bà con trong dòng họ cha của Đức Phật, và 2 người là bà con trong họ mẹ của Đức Phật. Khi Đức Phật vừa rời hoàng cung để xuất gia tu đạo trong núi Hy Mã Lạp Sơn, tức là núi tuyết, cha của Ngài đã phái những người này đi theo Ngài để cố gắng thuyết phục Ngài trở về. Lúc ấy, 5 vị này chưa phải là tỷ khưu mà là quan đại thần. Mặc dù họ đã hết sức khuyên can Đức Phật hãy trở về, nhưng Ngài không về. 5 vị quan đại thần này không thể nào trở về hoàng cung gặp Đức Vua Cha của Đức Phật được khi họ không hoàn thành sứ mạng. Thế nên họ phải ở lại cùng với Đức Phật và theo Ngài tu đạo. Trong 3 vị có họ hàng với Vua Cha, có một vị tên là Ác Bệ, nghĩa là Mã Thắng; một vị tên là Bạc Đề, nghĩa là Tiểu Hiền; vị thứ 3 tên là Mahanam, còn gọi là Câu Lợi. Còn 2 vị bà con bên họ mẹ của Đức Phật, một vị tên là A Nhã Đa Kiều Trần Như, vị thứ 2 là Thập Lực Ca Diếp, còn gọi là Ẩm Quang. Có tên ấy vì trước kia Ngài là ngoại đạo thờ lửa. 5 vị này ở lại với Đức Phật đồng tu theo lối khổ hạnh. Nhưng cuối cùng 3 người trong đó chịu không nổi nên bỏ đi. Họ thối tâm nửa chừng, còn 2 người kia tiếp tục tu tập cùng với Đức Phật.
Lúc ấy, Đức Phật mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè. Ngài trở nên quá gầy yếu, thân thể chẳng còn gì ngoài da bột lấy xương. Một hôm, thiên nữ đến dâng cúng cho Ngài một bát cháo sữa. Ngài dùng cháo sữa xong, thấy thân thể khỏe mạnh trở lại. Hai vị đồng tu cùng Ngài thấy vậy tỏ ra bất bình. Họ nói với nhau rằng, tại sao một người tu khổ hạnh lại còn dùng cháo sữa? Rồi họ cũng từ bỏ Ngài ra đi. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong thời kỳ đang tu khổ hạnh, và năm người trong họ hàng bên cha và mẹ của Ngài được phái đi theo Ngài đã hoàn toàn rời bỏ Ngài. Ba người vì không chịu nổi khổ cực, và hai người không đồng ý khi thấy Đức Phật nhận của cúng dường. Chỉ còn lại Đức Phật tiếp tục một mình tu hành. Sau khi Ngài tu ở đó suốt 6 năm, Ngài đến ngồi dưới cội cây Bồ Đề. Vào rạng ngày mùng 8 tháng 12, khi thấy sao mai xuất hiện, Ngài hoát nhiên chứng ngộ. Dạ đổ minh tinh, nhi thành chánh giác. Sau khi Đức Phật giác ngộ, Ngài quán sát xem ai là người nên hóa độ trước tiên. Ngài thấy người đó chính là A Nhã Kiều Trần Như, là một trong 5 vị tỷ khưu cùng tu khổ hạnh với Ngài. Người mà trong một kiếp trước đã làm vua tên Ca Lợi, đã từng cắt đứt tay chân của Đức Phật rời khỏi thân thể. Lúc ấy, Đức Phật đã phát nguyện đến khi nào thành Phật, Ngài sẽ độ cho vua Ca Lợi trước tiên. Đó là lý do tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi được chứng đạo, trước hết liền đến Lộc Uyển để hóa độ cho 5 vị tỷ khưu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô.